Con xin kính chào quý cha, xin kính chào quý thầy và xin kính chào tất cả anh chị em. Thật là tôi cảm thấy tôi rất là run sợ khi mà được giới thiệu một cách quá trịnh trọng như vậy. Bởi vì đôi khi được yêu cũng là một áp lực, thưa quý vị. Như cô Ngọc Diệp vừa mới thưa với quý vị đó, thì tôi đạo theo, không phải đạo gốc. Có lẽ nếu như các anh các chị ở đây là đạo gốc thì các anh các chị sinh ra trong Chúa rồi. Trong 45 ngày khi được sinh ra đời thì song thân đã mang các anh các chị tới nhà thờ rửa tội. Còn tôi thì tôi phải đi qua một hành trình để đi tìm đức tin của mình. Bài hát này quý vị đã được nghe ở rất nhiều đại nhạc hội, ở phòng trà, thậm chí ở đám cưới nữa. Nhưng mà tôi biết nó là một bài thánh ca, một bài thánh ca hát từ cuối nhà thờ hát đi, chứ không bao giờ hát trong phục vụ hết á. Vì nó là một bài thánh ca vào đời. Xin quý vị nghe Một Tình Yêu của nhạc sĩ Đức Huy. Một tình yêu, một tình yêu, một tình yêu, tình yêu. Một người mãi đi về nơi chân mây cuối trời, trói con tim khờ dại, chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời. Lần này người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi. Lần này người ấy muốn yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu chọn con tim, một tình yêu, một tình yêu hoài dâng hiến, một tình yêu nhìn ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, và người ấy đã tìm thấy được tình yêu. Đoạn đường đã qua phù du như trong giấc mộng, những xa xưa tuyệt vời chỉ dành cho ai sống xa hiện tại. Tình yêu đã có trong tay, còn tìm đâu mãi mãi. Lần này người ấy đã yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu chọn con tim, một tình yêu, một tình yêu hoài dâng hiến, một tình yêu nhìn ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, và người ấy đã tìm thấy được tình yêu. Hiện tại niềm vui đã có trong tay,
còn tìm đâu mãi mãi. Lần này người ấy muốn yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu chọn con tim, một tình yêu, một tình yêu hoài dâng hiến, một tình yêu nhìn ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi. Và người ấy đã tìm thấy được tình yêu. Dù gian đường đời nhiều khi chán chường, đừng để nỗi buồn theo dấu anh. Biết bao niềm tin dù cho gió sương, đừng để hy vọng tan biến nhanh. Một tình yêu chọn con tim, một tình yêu, một tình yêu hoài dâng hiến, một tình yêu nhìn ngày mai với niềm tin mới. Một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi. Và người ấy đã tìm thấy được tình yêu. Và người ấy đã tìm thấy được tình yêu. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn ban nhạc. Thực ra là cái show hôm nay tôi nhận trong một tâm trạng vô cùng bối rối, là vì anh Vũ Hiếu, trưởng ban nhạc, anh không xếp lịch tập cho tôi. Mà cái người ca sĩ mà không được tập với ban nhạc, ra sân khấu không khác gì bước lên sân khấu mà chưa thay dress code và make up hết á. Nó run rẩy lẩy bẩy luôn á. Là bởi vì thế này, và cũng phải cảm ơn ban nhạc nhiều, là vì thế này, ban nhạc đánh cho người biết hát, đánh cho ca sĩ, cái chuyện đó bình thường. Đánh cho người không biết hát như tôi mới giỏi, phải không quý vị? Vâng ạ, anh Chiến Thắng rất là khiêm tốn ạ. Anh ấy nói rằng là anh ấy không được tập mà anh ấy hát hay như thế này. Vậy thì nếu mà anh được tập thì nó sẽ như thế nào? Mọi người có thể chen một tràng pháo tay để thể hiện điều đấy được không ạ? Rất cảm ơn anh đã đến với Cà Phê Thành Ca ngày hôm nay.